Dạ rồi, cái thuốc Aro Sài Gòn xin kính chào anh em. Thì hôm nay em làm cái clip test chất âm cái cặp loa Dioras, cái model là S02, một cái dòng loa high end đến từ thương hiệu USA ha, đến từ USA, một cái dòng loa high end rất là chất. Thì thùng là toàn bộ là gỗ lạng, rất là dày, rất là chất và rất là nặng, khủng khiếp luôn. Khoảng tầm 25-26 kg trên một thùng ha, rất là nặng. Và em đã sở hữu một cái bát 20, một cái chung 14 và một cái chép đơm lõm rất là đẹp. Đây là thùng vách của nó đây. Thì nó kích thước cao lên là 72 cm và ngang là 30 ha, và sâu vô là 25. Toàn bộ là gỗ sồi lạng rất là đẹp. Toàn thân ha. Rồi, em sẽ mời anh em nghe trước, em sẽ quay thùng vách cho anh em xem. Thùng vách thì không gì bằng cãi. Vuông thành sắc góc rất là đẹp ha. Rồi, thì hôm nay chủ yếu mục đích của em mà chỉ là test nhạc với quay cho anh em xem cặp loa thôi ha. I'd buy those people a place to stay. But all I got is a dime. And I got so little time. Kế tiếp là một cái bên đây, thùng quách là vuông thành sắc góc rất là đẹp. Đây là cái dơ này, sẽ lấy đoạn chùi ra lại đây. Và đặc biệt cặp này là seri liền kề anh em ha. Đây thấy dơ gỗ rất là đẹp, tuyệt đẹp luôn, nó có chuối rất là tiện lợi này. Lấy nét là Dioras ha, S02 đâu tiêu rồi. 02 số series cuối là 013 ha. Đây thấy không? 013. Hàng của USA. Một cái bên đây. Đây. S02 số series cuối là 014. Cặp loa này rất là hiếm ha, thị trường thì không có nhiều đâu, trên thế giới chỉ có một vài hai cặp thôi. Hôm nay hên lắm mới về được Việt Nam thì một cặp cho anh em chơi đấy. Còn rất là vuông thành sắc góc ha, đẹp không bể nổi tí tẹo nào cả. Còn rất thêm đây, tiếng loa là cực kỳ đẹp luôn ha. Anh em xem tiếng loa nè. Rồi, cái bát màn bóng lõm vô trong không có mũi ha, rất là đẹp đấy. Cái bên đây cũng vậy, ốc hát rồi còn mới tinh hết trơn. Rồi. Oh, 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 oh
tiếng rất là hay anh em ha. Rồi em sẽ mở vào một đoạn nhạc khác ha. Sẽ mở một đoạn bolero anh em nghe ha. Tiếng em này phải nói là không có gì mà bằng cãi trong cái tầm giá hết trơn anh em ha. Tất cả các nhạc vàng, bolero hoặc là những cái nhạc tiết tấu nhanh hoặc là những cái dòng nhạc high-end mới thì em nói thể hiện chơi rất là tốt, rất là tuyệt vời trong cái tầm giá. Và anh em nào mà chưa xem được cái clip mà em quay nội thất phía bên trong thì em sẽ cái clip đó em sẽ gửi cái link dưới phần mô tả ha. Anh em nào mà chưa xem được cái clip đó thì bấm dưới phần mô tả có cái hình mũi tên hoặc cái dấu hình tam giác, chỉ xuống anh em click vô đó và thấy cái link của em để phía dưới ha. Em vào đó xem nội thất rất là gấu, rất là khủng. Và giá cặp loa này em đang bán là 15.800.000, em xin lỗi 18.500.000, bao ship toàn quốc cho anh em nào chuyển khoản đủ. Và những cái dòng loa này rất là hiếm, rất là hay thì dành cho những anh em nào mà sành chơi ha. Cái này chơi rất là tuyệt vời, nó là dạng giống như mà bot sale anh em, bot sale lớn. Thì nó thiết kế một cái bass 20 phía dưới và cái lỗ hơi, hai cái lỗ hơi nằm phía trên cho bass vọng ngược lên trên. Thiết kế rất là ấn tượng. Cái dãy bass tất cả các dãy đều rất là hay. Và đặc biệt khi anh em nghe kèn thì tiếng rất là trung thực, rất là tí tách ha. Một cặp loa rất là đáng sở hữu và đặc biệt nó là cổ lạng toàn thân và rất là nặng. Rồi thì hôm nay em làm cái clip gửi đến em như vậy ha. Thì em đang ghép cùng với đó là 150.500 AE full khiển Catalo remote ha. Đẹp hình thức đẹp keng, em cũng đã up clip rồi. Anh em nào chưa xem thì vào kênh của em xem lại ha. Và giá là 10.500.000 anh em ha. Rồi em xin kính chào anh em, chúc anh em buổi chiều rất là vui ha.